các loại rau thơm của chúng ta nó có tinh dầu cho nên là không cần đun lâu ở trên bếp, cho nên người ta thường là cho vào xong bắc ra khỏi bếp để cho nó vệ sinh nữa. Thì hôm nay chúng ta ăn sáng này, tôi ăn sáng này, tôi đổ nước sôi vào cho nó sôi sục à, cho nó chín rau đi, tái rau đi. Cho một ít nước tương tamari hoặc cho miso hoặc cho tương cổ truyền, nhà có cái gì cho cái đấy. Rồi sau đó chúng ta cho bột vào này. Tôi ăn như thế một lần tôi thấy người khác hẳn. Làm cho bát bột của các bạn. Bột này nó chín rồi nhưng mà nó cần thời gian để nó nở ra, để ăn vào người nó dễ tiêu hóa và nó cảm giác như là mình đang uống sữa. Thế các bạn hòa ra xong là bạn chờ nhé, 10-15 phút rồi ăn. Thế thì hôm qua tôi cho một cái loại dầu gọi là dầu apricot, tức là dầu hạt tía tô, à xin lỗi, dầu hạt mơ châu Âu. Ta đang định đặt về đây, đặt của dân tộc Kunza nên người ta cái dầu này quý lắm, mỗi ngày ăn vài giọt. Đấy. Thì hôm qua tôi ăn cái dầu này vào, tôi thấy cái tiêu hóa của tôi khác hẳn. Và cái vòng bụng của mình nó đang từ cái chỗ mà bé nhất. Đấy, nó 68, 70, bây giờ nó chỉ còn có 62. Sáng nay tự dưng thấy cái chuồn quần nó lỏng. Sao thế này? Cái tiêu hóa nó tốt thì cái hơi nó không còn nằm nhiều ở trong người nữa. Đến buổi sáng là các chúng ta có thể ăn. Đấy. Dầu tía tô xanh cũng vậy, các bạn ăn với cái cách là quý giá, cho vào sau cùng của món ăn. Cái người Hunza người ta quý cái dầu hạt tía tô này lắm. Bây giờ đang khó khăn, người ta mới cho tôi thử. Cái này ngày xưa là người ta dùng là dưỡng nhan đấy.